Theo Bộ Công Thương cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1 triệu tấn cà phê, đạt giá trị 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% về khối lượng và tăng 18% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam là Cộng hòa Liên bang Đức chiếm thị phần 15,5% và Mỹ chiếm 13%. Theo dự báo của Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2016-2017 có thể giảm từ 20% đến 25% do hạn hán. Bên cạnh đó, lượng cà phê lưu kho của Việt Nam đã giảm xuống mức 10% so với mức 20% cùng kỳ năm ngoái. Nhưng giá cà phê lại có chiều hướng tăng mạnh, khiến thị trường cà phê trong nước và thế giới biến động tăng theo trong tháng 7 vừa qua. Hiện Việt Nam vẫn ở vị trí xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Brazil. Vì vậy, các chuyên gia dự báo giá cà phê sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong vài tháng tới do nguồn cung thiếu hụt.